cô sẽ hướng dẫn các bạn bài số 8, xóa ô nhịp. Và bài nhạc thiết kế có hai lời. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào hoạt động số 1, xóa ô nhịp. Các bạn quan sát cho cô. Chúng ta có một cái bản nhạc. Ở đây là chúng ta có bao nhiêu ô nhịp? Ở đây chúng ta có bao nhiêu ô nhịp? Em. Tổng cộng. Ly. Mấy? 9 ô nhịp, chính xác. Ngồi xuống. Tới 3 trang. Một trang có 3 ô, như vậy tổng cộng chúng ta có 9 ô nhịp. Bây giờ cô muốn xóa đi một ô nhịp. Xóa đi một ô nhịp ở đây thì cô làm sao? Cô cách thứ nhất là để xóa được cái ô nhịp thứ 9 thì đầu tiên là bạn nhấp vào ô nhịp thứ 9 cho cô. Sau đó bạn vào measure, chọn delete. Các bạn nhìn thấy measure chưa? Thấy chức năng delete chưa? Nhìn thấy chưa? Cách thứ hai, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl Enter Shift và phím M. Sau đó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái hộp thoại, đó là hộp thoại delete measure. Và ở đây nó có một câu lệnh selection from measure 9 to 9. Như vậy ở đây là chúng ta cần xóa bao nhiêu dòng lệnh nhỉ? Cần xóa bao nhiêu ô? Width to total 1 measure, chúng ta chỉ cần xóa một ô thôi. Sau khi mà chúng ta định dạng xong rồi thì chúng ta nhấp vào OK. Này các bạn chọn từ 9 to 9 này. Cho đến khi kết thúc. Hoặc là kết thúc luôn. Sau đó chúng ta nhấp vào OK. Và nhiệm vụ bây giờ các bạn sẽ là thực hành cái bài Bạn ơi lắng nghe. Các bạn quan sát kỹ cho cô. Bạn ơi lắng nghe. Ở đây các bạn thấy là chúng ta cũng có tổng cộng, lẽ ra ban đầu khi chúng ta tạo sẽ là tạo 9 ô nhịp. Nhưng mà cô đã xóa đi một ô số 9 và chúng ta chỉ còn lại 8 ô nhịp. Các bạn thấy ở dòng trên, trang trên thì chúng ta có 1, 2, 3. Trang dưới 1, 2, 3 và trang cuối cùng, trang số 3 thì chúng ta chỉ có 2 ô nhịp thôi. Các bạn thấy chưa? Dòng cuối này có 2 ô nhịp thôi. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ thực hành như thế nào? Cô hướng dẫn luôn cụ thể. Sau đó là chúng ta sẽ đi vào hoạt động số 2, gõ lời nha. Cô vào Anchor. Rồi, nhiệm vụ chúng ta là vào file, chọn new, chọn single saver. Saver per system, các bạn nhấn số mấy? Số 1, vì hệ thống chúng ta chỉ có 1. Chúng ta có bao nhiêu trang? Nãy cô nói là bao nhiêu? 3 trang. Một trang có bao nhiêu ô nhịp? 3 ô nhịp, OK. Rồi chúng ta kéo các cái ô nhịp lên để cho dễ nhìn, rồi tí chúng ta còn ghi lời cho bài hát. Các bạn, nhiều bạn chỗ này không kéo được, các bạn cố gắng nhấp ở cái mép ấy thì nó sẽ xuất hiện cái đường mờ cho các bạn kéo nó lên. Chứ nhiều bạn cô thấy kéo hoài, kéo miết không được, tại vì các bạn nhấp sai nè. Các bạn phải nhấp ngay cái mép mới thấy được đường đi lên, còn không là không thấy đâu. Và chúng ta canh dàn đều ở giữa. Rồi chúng ta quan sát lại cái bài Bạn ơi lắng nghe của chúng ta là nhịp 24, đúng không? Chúng ta thay đổi ký hiệu. Measure. Chọn gì các bạn? Time signal, chọn 24 từ ô nhịp số 1 cho đến khi kết thúc là 9 ô nhịp nhá. Từ 1 cho đến 9. Tại vì nãy do con chuột cô đang để ở ô số 7 nên là nó from measure 7 to 9, đúng không? Còn bây giờ chúng ta phải chuyển nó lại sang 1, từ ô nhịp số 1 cho đến ô nhịp số 9. Nói chung là cho đến khi kết thúc. OK.
Rồi, chúng ta sẽ xóa ô nhịp cái mà chúng ta vừa học trong hoạt động số 1. Xóa ô nhịp ở ô cuối cùng chúng ta sẽ nhấp vào ô số 9. Đúng chưa? Đưa con trỏ chuột nhấp vào ô số 9. Các bạn vào gì? Measure, chọn DLP measure. Và chúng ta xóa ô số 9 cho kết thúc ô số 9. Và chúng ta chỉ xóa một ô thôi. Nhấp vào. Ok. Như vậy là các bạn thấy là ô nhịp chúng ta đã mất chưa? Mất một ô nhịp rồi. Bây giờ chúng ta viết lời. Tạo tiêu đề cho nó, chúng ta vào score, chọn test element. Để đánh được dấu tiếng Việt, từ trước cô đã nhắc các bạn là các bạn phải chuyển cái này thành mini window, đúng không? Rồi phông chữ ở đây các bạn cũng nhớ chuyển cho cô thành phông mini. Chứ còn mặc định ở đây máy cô đã cài time hết Unicode thì cái phiên bản 4 này nó không chấp nhận. Nên là các bạn phải chuyển thành mini hết. Các bạn có thể chọn lấy một cái mẫu nào các bạn ưng ý cũng được. 36. Bạn ơi lắng nghe, có thể làm khác. Bạn cứ đánh đúng dấu tiếng Việt là ăn ra à. Đừng có nhìn ở trong này, nó sai kệ nó. Little come bên tay phải nè. Chứ cô chưa đổi phông đúng không? Không đổi phông là tí nữa lại chẳng thấy chữ đâu hết. Đây Vini nè. Có thể là chọn Vini tùy các bạn ưng chọn cái mẫu nào cũng được hết. Dân ca ba nè. Sưu tầm dịch lời Tô Ngọc Thành. Tutor bên tay trái. Tha thiết. Hồn nhiên. Ok. Cái tutor bên trái này không biết nãy cô chuyển phông chữ chưa các bạn? Chưa. Không biết nãy đánh chúng ta đánh xong nó có lỗi hay không nữa. Tại vì nãy cô quên mất cô chưa có chuyển. Ok. Rồi ra chưa? Ra chưa? Nó khác với vì nó khác, cô chọn phông chữ khác mà. Các bạn có thể thay đổi cho nó đẹp lên, nhìn nó đẹp một tí cũng được. Chúng ta kéo này xuống nha, vì chúng ta làm nó hơi cao quá. Chúng ta kéo, cầm con chuột kéo nó xuống. Được chưa? Cũng giống như hai cái ở trên, chúng ta kéo nó xuống và chúng ta tạo nốt nhạc như bình thường. Rồi chúng ta sẽ vào note. Và các bạn chọn nhấp nốt cho cô. Móc đúng không? Móc đen. Đọc nốt cho cô đi. Và các bạn thấy gì không? Nó bị gì? Dính nữa chúng ta làm sao? Giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao để xử lý nó nhỉ? Làm sao? Tẩy chỉ dành cho cái kia thôi. Còn ở phiên bản này chúng ta làm sao? Các bạn quên rồi à? Chúng ta dùng cái con chuột chúng ta quét rồi chúng ta chọn gì nhỉ? No. Beam group. Bỏ chế độ nhóm chứ. Các bạn quên rồi à? Measure a note. Chọn beam group. Là nó lại nối lại. Rồi chúng ta nhấp lại nó lại một lần nữa thì nó bỏ. Hoặc chúng ta nhấn phím tắt là Ctrl M cũng được nhá.
Chúng ta làm phím tắt thì nó sẽ nhanh hơn. Còn cô nhắc lại lý thuyết để cho các bạn nhớ nó là cái gì, chứ không các bạn quên. Nốt. Một. Tiếp tục quan sát nốt cho cô. Như vậy là nãy cô đã tạo tới đây rồi, giờ cô tiếp tục nè. Các bạn quan sát kỹ cách cô làm. Những cái phần này là những kiến thức cũ chúng ta đã học hết rồi. Các cái bước tạo nốt nhạc. Và xí nữa sang phần lời thì chúng ta mới lời chúng ta đã biết cách viết một lời. Và tí nữa sau khi cô tạo xong nốt nhạc thì chúng ta sẽ học cách viết tạo hai lời cho bài hát. Sử dụng con chuột này quét hết nè. Note. In group. Để chúng ta xóa đi một lần. Rồi bây giờ chúng ta quay sang cái phần hoạt động tiếp theo của chúng ta. Đó là ghi lời cho bài hát. Tiếp tục với hoạt động số 2. Gõ lời. Lời thứ hai cho bản nhạc. Thì đầu tiên chúng ta phải tạo lời thứ nhất cái đã. Chúng ta học graph rồi đúng không? Nhấp cho đến khi nào xuất hiện graphics. Qua mất rồi. Đầu tiên là các bạn nhấp vào cái gì? Chữ gì? Chữ L. Để chúng ta ghi cái lời thứ nhất cái đã. Chúng ta nhấp vào cái nốt nhạc thứ nhất. Và chúng ta gõ cái bài hát này cái đã. Ở đây trước khi chúng ta đánh chữ chúng ta lại phải làm gì? Chuyển đổi chữ cho cô chứ không nó lại không ra tiếng Việt này. Chọn Vini. Ở đây cô chọn Vinius nha. Nói chung các bạn ưng chọn cái mẫu nào cũng được, miễn sao các bạn thấy nó ra chữ tiếng Việt là được. Còn không thì Vinitime. Chọn Boys cho nó đậm đậm một chút, phông chữ lớn hơn một chút xíu. Có thể lên 16 đi. Nhảy phông chữ rồi ta. Bạn ơi, cùng nhau lắng nghe tiếng dòng suối. Nãy chúng ta quên chỗ này chúng ta chưa cắt hả? Dòng
Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành viết cái lời nhạc thứ hai. Và bây giờ vừa hoàn thành viết xong lời nhạc thứ nhất, và bây giờ chúng ta gõ lời nhạc thứ hai thì chúng ta cũng nhấp vào chuột vào cái nốt nhạc, sau đó chúng ta nhấp vào cái list. Rồi như vậy là chúng ta sang cái hoạt động thứ hai là gõ lời thứ hai cho bài hát. Nhưng mà nếu như chúng ta cài encore số 5 thì các bạn chỉ việc nhấp chuột vào cái chỗ màu hồng này này, thì chúng ta sẽ có cái danh sách list 1, list 2. Thì cái mà chúng ta đang đánh chính là list 1. Và chúng ta sẽ nhấp vào cái list 2 để chúng ta gõ lời cho bài thứ hai. Nhưng ở phiên bản 4.5.3 này thì chúng ta không có vào list line, mà chúng ta sẽ nhấp vào voice. Nhấp vào voice. Ở đây chúng ta đang là voice 1 và chúng ta sẽ chọn voice 2. Sau đó chúng ta sẽ nhấp cái con chuột lên cái nốt nhạc thì nó sẽ sổ ra cho các bạn, và chúng ta chỉ việc đánh lời thứ hai thôi. Hỡi bạn ơi, dừng chân chút đi, có tiếng, có nhìn thấy đàn chim câu săn cắn gọi nắng bay về rẫy lúa, lúa mừng nắng lúa reo rì rào chấm. Nhưng mà các bạn thấy là cái lời nhạc chúng ta nó dính với cái lời nãy cô di chuyển đúng không? Các bạn chỉ cần cầm cái con chuột màu hồng này đè, nhấn giữ, kéo re xịt nó xuống nè. Ở lời thứ hai cũng vậy, kéo xịt nó xuống. Cái nãy cái lời một nó cũng dính với cái nốt nhạc nên cô đã kéo nó xuống trước rồi. Và sang lời thứ ba, dòng thứ ba chúng ta cũng kéo xuống. Như vậy là cô vừa mới hoàn thành xong cách tạo hoàn thiện bài Bạn ơi lắng nghe. Bây giờ các bạn sẽ làm y xì như vậy. Và các bạn lưu ý nhá, hôm nay chúng ta học cái mới, đó chính là xóa ô nhịp, là bạn phải xóa được ô nhịp. Cái mới thứ hai là bạn viết lời thứ hai cho bài hát, được chưa? Rồi đó là những cái mới.